chào quý vị và các bạn. Trong thời đại công nghệ số, không thể phủ nhận vai trò và những tiện ích của mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mặt trái của mạng xã hội lại đang bị lợi dụng để gây hại cho an ninh quốc gia. Những phong trào như mùa xuân Ả Rập, cách mạng cam hay cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ và gần đây nhất là cuộc tấn công khủng bố ngay trước tòa nhà Quốc hội Anh đều có liên quan tới mạng xã hội. Trước bối cảnh này, các quan chức an ninh ở châu Âu đã nghĩ tới chuyện luật hóa một bức tường lửa nhằm lọc thông tin được đăng tải một cách vô cùng dễ dàng trên môi trường online. Sau hơn một năm bàn thảo, cuối cùng vào ngày 5 tháng 4 vừa qua theo giờ địa phương, nội các Đức đã thông qua dự luật với mức phạt có thể lên tới 50 triệu euro đối với mạng xã hội nếu nhà cung cấp không nhanh chóng gỡ bỏ các bài viết gây kích động, thù hằn. Các nhà cung cấp các nền tảng mạng xã hội và các nhà mạng phải chịu trách nhiệm nếu các trang mạng xã hội của họ bị lợi dụng để loan truyền các tin tức thù hận và thông tin giả mạo. Trên mạng xã hội, các nhóm tội phạm sẽ không có chỗ hoạt động giống như trên đường phố. Để ngăn chặn điều này và để áp dụng các quy định hiện hành một cách xác đáng, chúng tôi đã thông qua điều luật này. Đây là điều mà chúng tôi vẫn còn nợ các nạn nhân của các vụ tấn công thù hận. Nội các Đức cho hay, những hành động mang tính thù hận trên mạng xã hội vẫn chưa được đẩy lùi một cách hiệu quả và đang tạo ra một mối nguy lớn đối với sự gắn kết xã hội. Do đó, các mạng xã hội lớn sẽ có 24 giờ để xóa tất cả các bài viết mang tính chất miệt thị luật pháp sau khi được người dùng đánh dấu. Những nội dung tiêu cực khác cũng phải được xóa trong vòng 7 ngày sau khi nhận được báo cáo. Chưa dừng lại ở đó, giám đốc điều hành của các trang mạng xã hội này cũng phải đối mặt với những án phạt riêng lên tới 5 triệu euro nếu không tuân thủ các quy định xử phạt trên. Trên thực tế, Đức vốn dĩ đã có những luật rất nghiêm ngặt đối với việc phỉ báng, công khai xúi dục phạm tội cũng như đe dọa bạo lực bằng các hình phạt tù. Và kể từ Đức đã cập nhật các quy định này cho phù hợp với kỷ nguyên số. Vào cuối năm 2015, Đức đã buộc Facebook, Twitter và YouTube của Google ký kết bộ quy tắc đạo đức, bao gồm một cam kết xóa bỏ các đăng tải mang tính thù hằn khỏi các trang mạng này trong vòng 24 giờ. Theo đánh giá, vấn đề lọc thông tin trên mạng xã hội hiện nay là một yêu cầu ngày càng cấp thiết tại Đức do các chính trị gia lo ngại rằng việc phổ biến tin tức giả mạo và nội dung phân biệt chủng tộc có thể bẻ hướng dư luận trước cuộc bầu cử trên toàn quốc vào tháng 9 tới. Vấn đề này đã ngày càng khẩn cấp hơn khi mà tin tức giả mạo với nội dung phân biệt chủng tộc tràn lan trên mạng xã hội, thường tập trung vào hơn 1 triệu người nhập cư đến Đức trong vòng 2 năm qua, cũng như vào các thành viên cộng đồng người Do Thái đang sinh sống tại đây. Và đó không phải là câu chuyện đau đầu của riêng nước Đức. Nước Anh cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tế đau thương sau vụ tấn công khủng bố ngay trước tòa nhà nghị viện nước này hôm 22 tháng 3 vừa qua. Tối ngày 22 tháng 3 năm 2017, Khalid Masood, công dân Anh cải sang đạo Hồi, 52 tuổi, đã táo tợn gây ra một vụ tấn công khủng bố ngay phía ngoài cung điện Westminster, tức tòa nhà nghị viện Anh, khiến 4 người thiệt mạng, 40 nạn nhân khác bị thương trước khi hắn bị cảnh sát bắn chết. Đáng lo ngại, khoảng 2 phút trước khi ra tay thảm sát, Khalid Masood đã mở ứng dụng WhatsApp, dịch vụ trò chuyện thuộc sở hữu của Facebook, để gửi đi tin nhắn được mã hóa. Tháng 4 năm 2016, WhatsApp bật tính năng mã hóa đầu cuối cho hơn 1 tỷ thành viên của mình. Với phương thức này, toàn bộ thông tin trao đổi, tập tin đính kèm hay các cuộc gọi thông qua dịch vụ này đều được mã hóa. Mã hóa đầu cuối cho phép người nhận biết được thông tin được gửi là gì, nhưng ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ như chính WhatsApp cũng không thể truy cập. Trước bối cảnh này, Bộ trưởng Nội vụ Anh đã thúc giục WhatsApp cũng như các nền tảng nhắn tin mã hóa khác cho phép cảnh sát và tình báo có thể nghe lén các thông tin một cách hợp pháp. Chúng ta không được để bọn khủng bố có nơi ẩn náu. Chúng ta cần đảm bảo rằng các tổ chức như WhatsApp không mang tới một không gian bí mật để chúng có thể liên lạc với nhau. Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng khẳng định tính năng mã hóa đầu cuối vô cùng thiết yếu đối với việc bảo mật mạng, giúp đảm bảo các hoạt động giao dịch ngân hàng, kinh doanh an toàn, nhưng nó vẫn phải mở đối với các cơ quan điều tra khi cần. Về phía mình, WhatsApp thông báo đang hợp tác với các nhà chức trách Anh điều tra vụ tấn công bên ngoài Điện Westminster. Tuy nhiên, công ty không nói rõ liệu có thay đổi chính sách của mình về dịch vụ nhắn tin mã hóa hay không. Ngoài WhatsApp, London cũng đang lên kế hoạch lôi kéo các nhà điều hành của Facebook, Google và Twitter vào một cuộc điều tra để xác nhận các khả năng xung quanh việc tin tức sai sự thật trên mạng xã hội có thể làm suy yếu chế độ dân chủ.
cũng có thái độ cứng rắn với mạng xã hội, chính phủ Nga, Pháp, Bỉ cũng đang cân nhắc việc trao quyền lớn hơn cho các lực lượng cảnh sát nước này nhằm kiểm soát và ngăn chặn việc kích động bạo loạn thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và mạng xã hội. Cuộc chiến lọc thông tin trên mạng xã hội ở châu Âu, nơi đề cao tự do cá nhân và quyền tự do ngôn luận không hề dễ dàng. Tại Đức, ngay sau khi điều luật nói trên được thông qua, các tổ chức đại diện cho những công ty công nghệ, người dùng mạng xã hội và giới truyền thông đã cáo buộc chính phủ đang vi phạm đến quyền được lên tiếng và lắng nghe của người dân. Còn ở Anh, yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ về việc mở cửa hậu để các cơ quan có thẩm quyền thu thập thông tin từ WhatsApp cũng đã vấp phải những phản ứng mạnh mẽ từ giới công nghệ và người dùng. Tuy nhiên, có vẻ như chính các nhà cung cấp các nền tảng mạng xã hội cũng hiểu rằng đã đến lúc cần phải hợp tác với giới chức để bảo vệ sự an toàn cho chính người dùng và cho cả xã hội. Cho tới nay, các công ty kinh doanh mạng xã hội gồm Facebook, YouTube, Twitter và Microsoft đều cam kết chặn truy cập hoặc gỡ bỏ các phát ngôn tiêu cực trên các trang mạng xã hội. Một cuộc thăm dò được Cơ quan Bảo vệ Thanh niên của Bộ Tư pháp Đức công bố ngày 14 tháng 3 cho thấy, trước khi Bộ Tư pháp nước này thông qua luật phạt các nhà cung cấp, YouTube đã dỡ bỏ khoảng 90% các đăng tải vi phạm trong một tuần, trong khi Facebook đã xóa bỏ và chặn khoảng 39% nội dung mang tính tội phạm theo quy định và Twitter chỉ có 1%. Cùng lúc, mạng xã hội Twitter cũng đã cho đóng hàng trăm nghìn tài khoản được xác định là ủng hộ IS, trong khi YouTube, kênh chia sẻ video lớn nhất thế giới, đã cho gỡ bỏ hàng triệu đoạn băng kích động. Mạng xã hội Facebook cũng bắt tay xây dựng một đội ngũ hàng trăm nhân viên hoạt động 24/7 để kiểm duyệt và ngăn chặn các nội dung độc hại. Không chỉ bổ sung nhân lực, các trang mạng xã hội đã và đang chạy đua cải thiện công nghệ về phản hồi của người dùng trên các trang để kiểm soát và dỡ bỏ các nội dung mang tính nhục mạ hoặc tin đồn thất thiệt. Cuối tháng 3 vừa qua, đối mặt với các biện pháp cứng rắn từ chính quyền Đức và Liên minh châu Âu, cuối cùng, Facebook đã thông báo về việc đem vào thử nghiệm một công cụ được thiết kế để chống các tin tức sai sự thật, Fake News Tool. Theo đó, công cụ phát hiện tin tức giả của Facebook là một quy trình gồm tố cáo người dùng, kiểm tra của bên thứ ba và cắm cờ cảnh báo từ phía Facebook cho các tin giả. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách Đức, Facebook, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, với 1,6 tỷ người sử dụng mỗi tháng, phản ứng rất chậm đối với những nội dung kích động thù hận. Chỉ với một chiếc máy tính có kết nối mạng Internet hay một chiếc điện thoại thông minh, con người bằng một cú click chuột trong chớp mắt đã có thể kết nối với cả thế giới. Tuy nhiên, đúng như tên gọi của mình, mạng xã hội bao gồm rất nhiều thứ, có cả tốt lẫn xấu. Và ở hầu hết các quốc gia châu Âu, chính phủ các nước không chủ trương cấm công dân bày tỏ chính kiến hay nguyện vọng của mình. Song điều họ muốn là phải có giới hạn và người sử dụng Internet phải thận trọng trước những gì họ nghe nói và được phát tán trên các mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, việc quấy rối tình dục phụ nữ trên các phương tiện giao thông công cộng từ lâu luôn là một vấn đề nhức nhối ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng là vấn đề tế nhị không dễ dàng giải quyết. Theo một số liệu thống kê, 65% phụ nữ ở thủ đô Mexico City của Mexico tiết lộ họ từng bị quấy rối tình dục bằng nhiều hình thức trên các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm. Nhưng phần lớn đều e ngại và không dám báo cáo sự việc với các nhà chức trách. Phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với những người phụ nữ ở thủ đô Mexico, nơi mà việc đi làm mỗi buổi sáng cũng là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Thay vì im lặng chịu đựng như bấy lâu nay, họ quyết định đã đến lúc cần phải lên tiếng. Yuri Gonzalez là một nhà tạo mẫu tóc. Cô thường sử dụng hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Mexico City để đi đến salon tóc của mình mỗi ngày. Đó cũng là lý do cô thường xuyên gặp phải những tình huống khó chịu trên tàu điện ngầm khi có rất nhiều lời bình luận khiếm nhã và những ánh nhìn chằm chằm của nhiều đàn ông. Thật ngạc nhiên là đàn ông ngày nay vẫn còn tin rằng họ có quyền sờ mó hay bình phẩm về những phụ nữ mặc váy ngắn hay quần bó. Ước tính mỗi ngày có tới 5 triệu lượt người di chuyển bằng tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City. Mật độ hành khách đông, các toa tàu ken đặc người, đặc biệt là vào giờ cao điểm, được cho là điều kiện lý tưởng cho nhiều nam giới tranh thủ quấy rối tình dục phụ nữ. Điều này khiến nhiều phụ nữ buộc phải lựa chọn những trang phục kín đáo khi ra ngoài, thậm chí mang theo quần áo để thay cho phù hợp từng hoàn cảnh. Isis Alvarez là một trong số đó. Là một nhân viên bán bảo hiểm, cô thường xuyên phải sử dụng tàu điện ngầm để đi gặp khách hàng.
Nếu tôi không phải lo lắng về việc này, tôi đã có thể thoải mái đi thẳng từ nhà đến gặp khách hàng. Thế nhưng tôi thường phải mặc quần áo kín mít, mang theo quần áo để thay đồ trước mỗi cuộc hẹn. Nếu tôi mà mặc như thế này lên tàu điện ngầm thì sẽ có chuyện ngay. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng ở Mexico. Theo một khảo sát về những thành phố có hệ thống giao thông thiếu an toàn nhất với phụ nữ do YouGov công bố năm 2014, các tuyến tàu điện ngầm của thủ đô Mexico City đứng đầu danh sách với 65% phụ nữ bị quấy rối tình dục, và cứ 10 phụ nữ ở thành phố này thì có tới 9 người là nạn nhân của những hành vi bạo lực tình dục. Bạn cảm thấy không thoải mái và bị xâm phạm. Cá nhân tôi thường xuyên gặp phải tình huống này, thậm chí có lần cả sĩ quan cảnh sát cũng nhìn tôi chằm chằm. Lẽ ra họ phải là người bảo vệ chúng tôi chứ? Có lẽ đây cũng là lý do mà có rất ít trường hợp nạn nhân bị quấy rối tình dục lên tiếng. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, chỉ có khoảng 15% các vụ quấy rối tình dục phụ nữ được báo cáo và chỉ có khoảng 5% trong số đó bị đưa ra xét xử. Trước tình trạng quấy rối tình dục đã lên tới mức báo động, chính phủ Mexico đã phát động nhiều chiến dịch chống quấy rối tình dục phụ nữ tại nơi công cộng trong thời gian vừa qua. Trong đó có việc thành lập đơn vị cảnh sát là nữ giới, len lỏi trên các toa tàu điện để phát hiện và bắt giữ những đối tượng có hành vi sảm sỡ, thiếu lành mạnh với phụ nữ. Gần đây nhất, họ đã cho lắp đặt một chiếc ghế có hình dáng kỳ lạ trên tàu điện ngầm. Cuối tháng 3 vừa qua, hành khách trên các chuyến tàu điện ngầm tại thủ đô Mexico City đã không khỏi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của một chiếc ghế đặc biệt chỉ dành cho nam giới. Phần lưng ghế được đúc thành hình bộ ngực, có đầy đủ phần bụng và mặt ghế có phần gồ lên giống như bộ phận sinh dục của nam giới. Không có một người đàn ông nào chịu ngồi vào chiếc ghế này, một số người cố tình ngồi lên cũng phải ngay lập tức đứng bật dậy vì cảm giác khó chịu. Mục tiêu của chiến dịch là để hành khách nam cảm nhận được sự khó chịu khi ngồi lên ghế lồi lõm như thế. Nó cũng tương tự như cảm giác của phụ nữ bị quấy rối tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng. Cảm giác đó rất khó chịu khi bạn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình và bạn không biết phải làm thế nào, đi nhanh hơn hay lấy cái gì che phía sau lại. Cho đàn ông hiểu cảm giác của chúng tôi ra sao là một ý tưởng rất hay. Chiến dịch tuyên truyền chống quấy rối phụ nữ độc đáo này là ý tưởng của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc và chính quyền thành phố Mexico. Đoạn video đã được cơ quan này ghi lại rồi đăng lên trang YouTube và đã thu hút 1 triệu lượt người xem. Đây là một vấn đề rất phổ biến nhưng nó thường bị xã hội làm ngơ. Nếu xã hội lên tiếng phản ứng lại và các nhà chức trách can thiệp kịp thời mỗi khi việc này xảy ra thì cả xã hội sẽ chống lại hành vi quấy rối này. Mục đích của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc ở Mexico là truyền đi một thông điệp rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng có quyền được tôn trọng và có cảm giác an toàn trên đường. Để thay đổi nhận thức của cả xã hội, chúng ta cần phải tác động vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi muốn thực hiện chiến dịch này để nam giới ý thức hơn về quyền của phụ nữ, đó là được di chuyển một cách an toàn, không bị quấy rối, bạo lực, được tôn trọng và bình đẳng, đồng thời cũng để phụ nữ can đảm và lên tiếng. Các chiến dịch mà Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc tiến hành ở Mexico City đã phần nào thu được những phản ứng tích cực khi vấn đề quấy rối tình dục nơi công cộng không còn được nhìn nhận như là hành vi bình thường nữa, khi ngày càng có nhiều phụ nữ dám lên tiếng để tự bảo vệ bản thân. Trong khi đó, ở quốc gia láng giềng, ý thức tự trang bị những kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân đã trở thành một phong trào thu hút hàng trăm phụ nữ ở thành phố Seattle tham gia. Tất cả bắt nguồn từ một vụ tấn công tình dục. Kelly Heron được ca ngợi là một phụ nữ anh hùng khi cô đã dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ định hiếp dâm cô trong một nhà tắm công cộng. Không những thoát khỏi nguy hiểm, cô còn khóa gọn kẻ tấn công ngay tại đó và báo cảnh sát. Đây không phải là một sự may mắn, mà đó là kết quả của khóa huấn luyện tự vệ mà cô được tham gia tại công ty chỉ 3 tuần trước khi xảy ra sự việc. Chuyện đó xảy ra với tôi ngay giữa ban ngày vào một buổi chiều chủ nhật, vì thế bạn phải luôn luôn cẩn thận chú ý và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Câu chuyện của Kelly đã nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho hàng trăm phụ nữ ở Seattle, cùng với đó là con số học viên tăng đột biến tại các lớp học karate và kickboxing tại trường dạy kỹ năng tự vệ Fighting Chance Seattle, cũng chính là khóa học mà Kelly từng tham gia. Tôi nghĩ đây là một trong những cách tốt nhất để chúng tôi tự bảo vệ bản thân. Câu chuyện của Kelly đã truyền cảm hứng cho chúng tôi nỗ lực mỗi ngày. Vụ
tấn công tình dục nhằm vào Kelly Heron cũng có thể xảy ra với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tuy nhiên, cách mà cô chống trả lại kẻ tấn công, cách mà cô tự trang bị kỹ năng tự vệ cho bản thân mới là điều khiến nhiều người nể phục và cũng là nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ chân yếu tay mềm khác. Bài học rút ra qua câu chuyện này đó là trang bị kỹ năng phòng thân phòng khi bất trắc chính là sự chuẩn bị tốt nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên làm để có thể tự bảo vệ mình trong mọi tình huống. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.